chào mừng các bạn đã đến với podcast IVF Radio, được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng số của trung tâm IVF Hà Nội. Vợ chồng anh Trường chị Tú đến với nhau khi tuổi đã chạm ngưỡng 30 và với niềm hy vọng ngôi nhà nhỏ sẽ sớm có tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng thật trớ trêu, chờ đợi 1 năm, 2 năm, rồi 4 năm, duyên con yêu đến với anh chị đều thật ngắn ngủi. Hai lần mang thai ngoài cổ tử cung, một lần thai bị nhiễm sắc thể số 21, một lần thai lưu ở tuần thứ 9, tổng cộng là 4 lần. 4 lần chị Tú đã có lúc thầm than trách ông trời, sao mọi kết quả tồi tệ lại cứ xảy ra liên tiếp với mình. Không nhẽ sau ngần ấy năm, giấc mơ con yêu là điều không thể. Cứ mỗi lần thất bại, chị Tú như ngã khủy, cảm thấy bế tắc và không muốn tiếp tục nữa. Chị sợ cảm xúc mỗi lần nghe tin thai có vấn đề. May mắn thay, anh Trường luôn ở bên động viên vợ vững bước và cố gắng. Với chị Tú, anh Trường không chỉ như người chồng, người cha của con chị, mà còn như một người bạn luôn đồng hành, thấu hiểu, động viên kịp thời, kéo chị thoát khỏi vũng lầy tâm lý. Lúc đấy chị gần như là chị muốn kiểu sụp đổ luôn ấy. Cũng còn hai phôi cuối cùng, chị muốn từ bỏ thôi chứ anh không muốn từ bỏ. Anh vẫn muốn là quyết định còn hai phôi cuối cùng. Hai phôi cuối cùng là vẫn quyết định chuyển tiếp. Trong quá trình ấy, chồng chị cũng đồng hành cùng với chị từ đầu đến cuối. Anh cũng thương chị rất là nhiều. Thậm chí anh động viên, mới đầu chị buồn lắm, sau đó là chị lại nghĩ tích cực thêm. Bởi vì có người chồng lúc nào cũng động viên mình ấy, cũng thoải mái, tâm lý của mình cũng thoải mái hơn. Thật sự trong một quá trình tìm kiếm con cũng gian nan, cũng vất vả, nhưng mà có người chồng cùng đồng hành ấy cũng hạnh phúc hơn. Anh thì anh chưa nghĩ đến là sẽ ngưng. Quan trọng là nói chuyện với vợ. Tại vì trên thực tế đi từ khi bắt đầu là không phải lỗi gì của hai vợ chồng cả. Hai lần trở ngoài đấy, nó cũng rơi vào những trạng thái vô tình, mà trở ngoài này nó không phải bệnh tật gì. Nên là anh tin là không vấn đề gì. Đến với IVF Hà Nội trong tình trạng hai bên vòi trứng đã bị cắt, chỉ số dự trữ buồng trứng AMH cực thấp, chỉ 0.99. Nhưng nhờ bàn tay tài năng của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương, anh Trường chị Tú đã chuyển thành công hai phôi vàng, hạnh phúc đón cặp sinh đôi rồng phượng Đức Khang Vân Trang. Hai thiên thần sỏi Đức Khang và cát Vân Trang nay đã gần 2 tháng tuổi, thương ba mẹ đã vất vả, hai em trộm vía rất ngoan và chịu ăn chịu ngủ. Xin chúc mừng gia đình chị Tú, từ nay về sau, trong căn nhà nhỏ sẽ là những tiếng cười đùa rộn rã của con trẻ. Cũng hành trình anh chị từ đầu đến cuối. Chị vẫn cứ tin tưởng bác Phương nhiều lắm. Có AMH lúc đấy kém rồi, bởi vì cắt hai bên vòi trứng rồi thì nó cũng không thể nuôi được trứng, không nuôi dưỡng được trứng thì trứng nó sẽ bị kém đi. AMH rất là kém. Nhưng lúc đấy cũng nghĩ đến cũng buồn lắm. Ở AMH kém như thế rồi, trứng kém như thế rồi thì không biết được là có thể đậu được bé hay không, có thành công hay không. Sau đấy vẫn cứ quyết định làm, anh chị vẫn quyết định làm. Làm thì cuối cùng cũng thành công, cũng được hai bé. Tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn khắp mọi miền Tổ quốc, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của các gia đình trên hành trình tìm con. Đó không chỉ là gánh nặng về kinh tế, mà chính sức ép tinh thần mới là điều khiến nhiều gia đình muốn bỏ cuộc. Hành trình tìm con rong ruổi 5 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí hơn 20 năm. Chừng ấy thời gian đã khiến nhiều cặp vợ chồng không còn muốn cùng nhau cố gắng thêm nữa. Chị cũng không biết nói gì hơn là ngoài lời cảm ơn đến chồng chị. Mặc dù là anh cũng không đi cùng chị được như cái ngày mà chị xuống bệnh viện. Nhưng mà anh cũng là người truyền cảm xúc cho chị và làm cái động lực cho chị. Lúc đấy chị quyết tâm lắm, chị cũng quyết tâm, chị nghĩ là cũng sẽ thành công, cũng sẽ mỉm cười đến với mình. Thật ra bây giờ chị cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến chồng chị. Thế mới hiểu câu nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Trên hành trình tìm con, dù biết bao chông gai và gian nan, tưởng chừng như không để lại một tia hy vọng mong manh nào. Nhưng trung tâm IVF Hà Nội chỉ muốn nhắn nhủ rằng, chỉ cần các cặp vợ chồng còn sự cảm thông, sự thấu hiểu dành cho nhau, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ về.
Các cặp vợ chồng hãy luôn vững tin vào đội ngũ y bác sĩ, hãy trang bị cho mình thật nhiều kiến thức để trên hành trình tìm con sẽ không còn lúng túng hoang mang. Và tới đây thì chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở các số IVF Radio tiếp theo.